tổ chức không thành công, có một số công ty thành công, có rất nhiều công ty không thành công, cũng làm một việc đó, cũng chừng đó nhân lực, cũng mướn những người tài giỏi, nhưng mà tại sao có cái sự khác biệt. Đó, hôm nay cũng là một cái đề tài rất thú vị. Cảm ơn chị. Mình có nhận được một vài cái note ở đây này cái mấy anh em. Ok. John Thắng, Thắng đang ở Boston, nếu được thì Thắng cũng cứ thâu lại đi, nhưng mà anh có nhờ Tuấn ở Ohio có thâu lại đó. Nhưng mà Thắng có thể dùng cái software riêng của Thắng đó để mà capture nguyên cái screen. Hai anh em cứ thâu lại đi ha, để mình để dành. Dĩ nhiên là nó không có dư, nó mình không sợ. Ok mấy anh chị, thôi bây giờ Tuấn có thể bắt đầu thâu. Tuấn bắt đầu thâu được rồi Tuấn hả? Unmuted. Dạ ok chú. Dạ thâu rồi chú. Ồ vậy hả? Chú chưa thấy à? Dạ chào tất cả mấy anh chị. Hôm nay là cái chương trình như thường lệ tối chủ nhật giờ Hoa Kỳ đó, 10 giờ đêm giờ miền Đông. Là cái chương trình Train the Trainer. Và bây giờ đang là 10 giờ sáng ngày thứ hai bên Việt Nam. Mình cũng nhận thấy có một số rất đông mấy anh chị tham dự cái chương trình webinar hôm nay đó. Nó cũng là một cái dịp cuối năm. Bây giờ đang là thời điểm cuối năm 2013 và mình chuẩn bị bước vào năm 2014 anh chị. Và có thể đây là một cái thời điểm rất tốt để mấy anh chị có thể ngồi lại và mình kiểm điểm lại trong vòng 12 tháng vừa rồi. Mình làm như thế nào, đạt được cái quả gì, rút ra được bài học nào mấy anh chị. Và đồng thời dùng những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm, những cái kỹ năng mà mấy anh chị đã thu góp được trong suốt 12 tháng vừa rồi. Hoặc có thể lâu hơn. Mình ứng dụng vào trong cái những cái việc mà mình làm trong năm 2014, tức là trong năm sắp tới. Thành ra bất luận mấy anh chị có thể nghe lại cái webinar này bất kỳ ở cái thời điểm nào đó, mình cũng có thể rút tỉa được một vài kinh nghiệm mà mình ứng dụng cho tương lai mấy anh chị. Thành ra trong cái ý hướng ngày hôm nay đó, mấy anh chị tự đặt câu hỏi là tại sao có những người thành công và có những rất nhiều người không thành công khi người ta những người này cùng làm một việc mấy anh chị. Hay là có một số ít công ty thành công trong khi có rất nhiều công ty không thành công, mặc dù người ta cũng ở trong cùng một cái kỹ nghệ, cũng mướn những nhân tài như nhau vậy. Hoặc là có những tổ chức, những cái đội nhóm, hay là ngay trong cái Nu Skin Business mà anh chị cũng thấy rõ điều này, đâu là cái sự khác biệt giữa người thành công và không thành công vậy. Thành ra cái câu hỏi là bạn lý giải như thế nào khi không đạt được kết quả mong muốn. Có đôi lúc mấy anh chị hay tự hỏi mình, và có thể mấy anh chị sẽ so sánh là tại sao mình cũng gia nhập với anh A, anh B, nhưng mà tại sao anh A, anh B ảnh là Ruby Diamond hay Blue Diamond nhưng mà mình vẫn còn là Lapis hay là Gold hay là Executive. Và mình biết chắc chắn một số mấy anh chị luôn luôn có một vài cái lý do gì đó để biện minh, để lý giải cho cái vấn đề mình không đạt được cái kết quả mong muốn, là tại vì mình xui quá mình ở một cái thành phố nhỏ, hay là tại vì mình xui quá mình trẻ quá, mình già quá, mình lớn quá, mình thấp quá, mình ốm quá, mình mập quá. Và luôn luôn mình có một cái lý do để biện minh cho cái vấn đề đó anh chị. Và mấy anh chị bắt đầu nghĩ là à, chắc mình thiếu những kỹ năng. Mấy anh chị đi học những cái lớp, thậm chí mấy anh chị học nói, học làm demo, học đủ mọi thứ chuyện mấy anh chị. Hoặc là mấy anh chị giải thích như thế nào khi có người đạt được những điều mà với anh chị đó nó chỉ có trong mơ thôi. Tại sao có những người vào 5 tháng trở thành Blue Diamond? Tại sao có những người có những cái lợi tức vượt trội hơn nhiều người khác? Tại sao có những người người ta đạt được cái sự thành công, không nhất thiết là trong business nhưng mà trong nhiều lĩnh vực khác ở trong cuộc đời, mà đối với mấy anh chị chỉ là trong cái giấc mơ thôi? Và chắc chắn mấy anh chị băn khoăn rất nhiều về cái câu hỏi này. Đâu là cái câu trả lời mấy anh chị? Cũng giống như mình dùng cái ví dụ của cái hãng Apple thôi. Tại sao Apple luôn có cái sự sáng tạo năm này qua năm nọ mấy anh chị? Tại sao như vậy? Và cái câu hỏi này là cái câu hỏi mà mấy anh chị biết là nhiều công ty người ta khác. Apple nó không phải là công ty đầu tiên làm ra cái iPod hay là làm ra cái tablet, tức là cái iPad mấy anh chị. Nhiều công ty khác đã làm ra những cái sản phẩm này lâu lắm rồi. Nhưng mà tại sao luôn luôn
Apple nó có cái sự sáng tạo năm này qua năm nọ, họ sáng tạo những cái sản phẩm mới mà gì nhiều hơn tất cả các đối thủ cạnh tranh. Trong khi Apple nguyên thủy mà gì chỉ là một cái công ty chế tạo về computer thôi như rất nhiều cái công ty khác. Tại sao như vậy mà gì? Hay là một cái câu hỏi khác. Mục sư Martin Luther King là một cái người đấu qua đấu tranh vì vì vấn đề chủng tộc, phân biệt chủng tộc. Ông ta là người nổi tiếng nhất anh chị, nhưng mà ông ta không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người giỏi giang anh chị. Nhưng mà tại sao mục sư Martin Luther King nổi trội hơn tất cả những cái những chiến sĩ mà tranh đấu cho cái vấn đề phân biệt chủng tộc? Tại sao như vậy anh chị? Hay là mình nói về vấn đề Nu Skin đi. Tại sao Nu Skin nổi trội hơn tất cả những đối thủ cạnh tranh? Tại sao Nu Skin, nếu mà mấy anh chị nhìn vào cái doanh số hàng năm, nhìn vào cái số tuổi, nhìn vào cái thị trường mấy anh chị, thì Nu Skin vẫn đứng sau rất nhiều công ty lớn khác. Có những công ty tuổi thọ, tuổi đời, tuổi business có thể gấp 2, gấp 3 lần, doanh số có thể gấp 2, gấp 3 lần anh chị. Nhưng mà tại sao Nu Skin vào thời điểm này đang có một cái sự tăng trưởng rất mạnh? Tại sao như vậy mấy anh chị? Ít nhiều nó mấy anh chị cũng có thể so sánh. Tại sao trong 60.000 công ty về network marketing chỉ có 11 công ty có doanh số hơn 1 tỷ? Tại sao như vậy mấy anh chị? Tại sao có một cái sự khác biệt rất lớn giữa công ty này với công ty kia kia đó? Thành ra cái câu mà người ta tìm ra mấy anh chị, tức là tất cả những người công ty, tổ chức, đội nhóm thành công đó, họ đều suy nghĩ hành động như nhau thôi. Họ có một cái mẫu số chung anh chị, và những cái điều mà họ làm, họ truyền đạt, họ nói, họ tổ chức anh chị, nó khác hẳn những cái công ty, những cái đội nhóm hay là những cái tổ chức còn lại. Và người ta đã tìm ra được anh chị lý do tại sao có cái sự khác biệt. Tuy là cái việc này nó rất đơn giản anh chị, cái mà người ta tìm ra được sau bao nhiêu năm nghiên cứu, những cái người vượt trội, những cái người extraordinary mấy gì, những công ty xuất chúng, những tổ chức vượt trội, những tổ chức nổi nang nhất, người ta làm gì mấy gì, và người ta đã khám phá ra rằng những công ty này nó có một cái mẫu số chung. Và điều này rất đơn giản mấy gì, rất đơn giản, đó là cái đây là cái câu trả lời mấy gì, nó gồm có cái ba cái vòng tròn, ba cái vòng tròn mấy gì. Cái vòng ngoài đó là what, mình để nguyên bản bằng tiếng Anh mấy gì nhé. Cái vòng vàng đó, vòng thứ nhì đó là how, và vòng đỏ mấy gì đó là cái why, tức là tại sao đó. Mình xin phép được để nguyên cái chữ tiếng Anh này để cho nó ngắn. Why tức là tại sao, how tức là làm thế nào, và what mấy gì tức là làm cái gì mấy gì ha. Thật ra nó chỉ tóm gọn ở trong ba điều này thôi mấy gì, nó chỉ tóm gọn ở trong ba cái điều, nó rất đơn giản như vậy. Và có rất nhiều người người ta không 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 hiểu được là lý do tại sao anh chị. Nhưng mà đây là cái điều thông thường anh chị nhỉ. Nếu mà nói về làm như thế nào đó thì mọi người đều biết phải làm gì anh chị. Mọi người đều đều biết là phải làm gì để xuống cân. Mọi người đều biết phải làm gì để có thể học để ra trường anh chị. Mọi người đều biết là muốn giàu thì phải làm gì. Người ta biết anh chị. Người ta có thể đọc sách, có thể nghe, và tất cả thời buổi này trong cái thời đại về về bùng nổ về vấn đề thông tin, hầu như mọi người đều có thông tin, mọi người đều biết phải làm gì anh chị ha. Có một số ít người hơn anh chị, người ta biết phải làm như thế nào, người ta biết là muốn mở tiệm phở, muốn nổi trội hơn tất cả những cái người đối thủ cạnh tranh, người ta cần phải làm gì, người ta biết anh chị. Một số mấy anh chị mình làm nail cũng vậy, nếu muốn tiệm nail mình khá hơn nhiều tiệm nail khác để có thể thu hút khách hàng và có một cái lợi tức tương đối khá giả, tương đối dồi dào anh chị, mấy anh chị đều biết, tất cả những tiệm nail đó đều biết anh chị. Thứ nhất, người ta biết phải làm gì và làm như thế nào, mọi người đều biết anh chị ha. Nhưng mà cái điều anh chị, mà đây là cái sự khác biệt rất lớn này, nhưng rất ít người biết tại sao họ phải làm, tại sao họ phải làm, tại sao ở đây đó nó không phải là cái lợi nhuận với là cái kết quả mà gì nha. Cũng giống như nó, à tôi mở cái tiệm nail ra, cái lý do là tại vì tôi muốn có lợi tức, lý do là tại vì tôi muốn mang cái đồng tiền về tôi nuôi vợ con thôi. Cái why mà mình muốn nói ở đây nó không nằm ở chỗ đó mà gì, nó không nằm ở cái lợi nhuận, nó không nằm ở cái kết quả. Mà cái why ở đây nó mà gì? Nó là cái nguồn động lực, nó là cái nguyên nhân mà gì, nó là cái lý do tồn tại.
cũng giống như là tại sao tôi phải làm nail, cái nguồn động lực nào, ví dụ như tôi qua Mỹ tôi phải bắt đầu lại cuộc đời. Cuộc đời ở đây, cái đời sống ở đây nó rất khó khăn, là tại vì khi mà qua Mỹ đó, tôi đã lớn tuổi rồi, khả năng về sinh ngữ không có. Nếu mà tôi phải đi học lại đó thì hầu như không có, không 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 có cái cơ hội để có thể ra trường và tìm được một cái việc làm anh chị, vì cái tuổi bắt đầu lớn, học hành tương đối khó khăn. Cái nguồn động lực nào là cái nguồn động lực mà mấy anh chị mở tiệm nail, ví dụ như mình nói cho một số mấy anh chị nằm ở trong ngành nail của mình, hay là một số mấy anh chị ở nằm bất cứ ngành nghề nào mấy anh chị, ngay cả như người Việt Nam mình đi làm bác sĩ, kỹ sư hay là làm nhiều ngành nghề khác nhau đó, cái câu hỏi ở đây mấy anh chị nè, cái câu hỏi ở đây là cái nguồn động lực nào, cái nguyên nhân mấy anh chị, hay là cái lý do tại sao mấy anh chị làm cái này để có thể tồn tại, hay là cái lý do gì, cái nguyên nhân gì nó lôi mấy anh chị nhảy ra khỏi giường mỗi buổi sáng để mình phải làm cái mình phải làm. Cái đó là cái rất ít người nghĩ, là tại vì bình thường, thông thường mấy anh chị, người ta đi từ cái what vô cái how rồi tới cái why, người ta đi từ ngoài vào mấy anh chị. Đó là cái thông thường. Trong khi đó đó, chỉ có một số ít leader người ta hành động và truyền đạt từ trong ra ngoài mấy anh chị. Từ trong ra ngoài. Để mình có thể lý giải thêm một chút này để cho mấy anh chị thấy nè. Đây là một cái hình để cho mấy anh chị thấy là nếu thông thường là từ ngoài vào trong đó, cái cách đó là cái cách thông thường mấy anh chị. Nhưng mà về cái ô màu xanh đó, cái là từ trong ra ngoài đó, thì cái này mới là cái điều quan trọng nè. Cái này mới là cái quan trọng. Từ trong ra ngoài, cái này mới là cái điều vượt trội. À, thành ra mấy anh chị cũng có thể relate, có thể liên tưởng cái hình này đối với giống như cái A-slot của Nu-Sin rồi mấy anh chị ha. Muốn chữa chữa tận gốc trong cái vấn đề chống lão hóa đó, nó thật phải từ trong ra chứ không phải là từ ở ngoài vào. Ít nhất là cũng phải cả hai cái, nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là cái trong ra mấy anh chị. Thành ra nó cũng liên quan tới cái vấn đề ba cái vòng tròn này, để cho mấy anh chị thấy cái tầm quan trọng của cái cốt lõi của cái vấn đề mấy anh chị. Đó là cái why, nếu mình hiểu được tại sao mình phải làm cái này mấy anh chị. Thành ra nếu mà nói về Apple đó, nếu mà nói một cách thông thường anh chị nhé, tức là từ ngoài vào trong đó, thì người ta nói là chúng tôi chế tạo cái computer rất tốt, tức là cái what nó vậy ha. Rồi tới cái how nó, thì người ta có thể nói là à, tại vì cái thiết kế của chúng tôi rất độc đáo, dễ dùng, nó thân thiện với những người dùng. Rồi sau đó thì cái câu hỏi why, bạn có mua không, sao mình xin lặp lại anh chị nè. Nếu Apple Computer nó giống như tất cả những công ty khác, người ta sẽ nói như sau: chúng tôi chế tạo cái computer này rất tốt, thiết kế độc đáo, dễ dùng, thân thiện với người dùng, bạn có muốn mua không? Cái câu đó là cái câu mà bình thường mọi người đang làm anh chị. Không biết mấy anh chị có thể liên tưởng tới cái việc mà mấy anh chị đang 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 nói chuyện với nhà những ứng viên, hay mấy anh chị giới thiệu với khách hàng để mua sản phẩm của Nu-Sin hay của Pharmanex anh chị. Hình như mấy anh em mình cũng làm tương tự như vậy. Thành ra đây là cái cách thông thường mọi người đều làm, đều nói mấy anh chị, tức là đây là cái tôi đang có. Và điều này có công dụng như sau, mấy anh chị sẽ kể ra mấy anh chị ha. Cái thứ ba đó, ông bà có muốn mua không? Em mình lấy lại cái ví dụ mấy anh chị. Tôi đang có cái Nugget G3 mấy anh chị. Nugget là một cái sản phẩm rất tốt. Nó có công dụng là nó làm cho tốt mắt, rồi da, rồi thải độc, rồi đủ mọi chuyện mấy anh chị. Không biết ông bà có muốn mua không? Cái câu đó là cái mình nói thường xuyên mấy anh chị. Hay là cái à, chúng tôi đang có một cái hũ True Face, đây là một cái sản phẩm độc đáo, nó có cái ethicin ở trong đó, và khi sức lên da nó gửi cái tín hiệu vào trong da, nó nói với cái tế bào là người này vẫn còn trẻ lắm, thành ra cái tế bào nó tiết ra cái chất elastin, nó làm cho da mình săn chắc. Không biết anh chị có muốn mua không nè. Cái này là cái mà mình làm thường xuyên anh chị, tức là mình làm ba điều. Thứ nhất, đây là cái tôi đang có, và điều này có công dụng như sau, ông bà muốn mua. Cũng giống như khi mấy anh chị giới thiệu cơ hội kinh doanh cũng tương tự, cái mà tôi đang có mà gì ha, tức là tôi đang cộng tác với Nu-Skin. Khi mà cộng tác với Nu-Skin đó, thì chúng tôi có thể có những cái quyền lợi, đó là anh vừa có tiền, anh vừa có thời gian, anh vừa có này có nọ, rồi đã bắt đầu nè. Hay là mấy anh chị giải thích về cái chính sách trả thưởng, mấy anh chị làm demo xong xuôi, mấy anh chị giải thích về chính sách trả thưởng sau, cái mấy anh chị nói là ở bây giờ đó anh sẵn sàng để gia nhập chưa. Cái này là cái thông thường mọi người đều làm, các anh chị đều làm, chúng mình đều làm anh chị, mọi người đều đang làm, tức là từ ngoài vào bên trong. Anh chị thấy rõ cái đó. Thành ra đó, nếu mà có một cái mình trở lại cái ví dụ của cái hãng Apple đó,
cái hãng Apple người ta nói tại sao, nếu mà người ta nói vào trong á vậy là mọi thứ chúng tôi đều làm xuất phát từ cái niềm tin thách thức những gì đang khó và suy nghĩ một cách khác biệt. Chúng tôi tạo ra những sản phẩm có thiết kế đẹp và thân thiện với người tiêu dùng, vậy là những máy tính tuyệt vời đã ra đời, bạn có muốn mua một chiếc không? Cái này là cái mà thông thường người ta làm. Nhưng mà Apple người ta không nói như vậy mà gì. Apple hoàn toàn người ta không nói như vậy. Người ta nói là tất cả mọi chuyện chúng tôi làm, chúng tôi tin rằng sẽ thay đổi về cái nền nếp và suy nghĩ cũ. Chúng tôi tin ở việc phải suy nghĩ khác đi anh chị, tức là think different đó. Do đó chúng tôi luôn sáng tạo ra những cái mẫu mã thiết kế dễ dàng, thân thiện với người tiêu dùng. Và chúng tôi đã sáng tạo ra cái iPhone chắc chắn bạn muốn dùng nó. Mấy chị thấy người ta đi từ cái why, cái how rồi tới cái what, chứ không phải đi từ cái what, cái how rồi vào cái why mà chị. Tức là đây là cái việc mà Apple làm, và đó là lý do tại sao mấy anh chị muốn mua cái iPad. Sau khi mình mua cái iPad cách đây khoảng chừng 7-8 năm rồi, bắt đầu người ta mua tới iPhone, rồi bây giờ tới iPad là gì, và trong tương lai thì không biết nó là cái ai gì. Và đây là cái chiến lược nó giúp cho Apple khác hẳn những công ty khác là gì. Rất nhiều công ty làm ra cái MP3 player này, rất nhiều công ty làm ra cái tablet này, rất nhiều công ty đã làm ra những sản phẩm mà Apple đang có, nhưng mà tại sao chỉ có một Apple mà gì nổi trội hơn tất cả những đối thủ cạnh tranh ta? Chính vì người ta luôn luôn nói tới cái why mà gì. Tại sao? Là tại vì trong cái philosophy, trong cái triết lý kinh doanh của Apple đó, người ta luôn luôn thay đổi, luôn luôn thử thách, challenge mà gì, người ta luôn luôn thử thách về cái sự đổi mới, luôn luôn tìm ra những cái hướng mới, nó đơn giản hơn, nó độc đáo hơn mà gì. Và người ta tin rằng cái chuyện mà người ta phải suy nghĩ khác đi, và chính cái đó nó thu hút mình lên. Thành ra ví dụ như mình lấy ở trong cái ví dụ như xe hơi đi chẳng hạn, xe hơi người ta cũng 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 làm ngược anh vậy. Cái mà tại sao đó là sở hữu xe của chúng tôi, bạn sẽ dễ dàng gây ấn tượng và đảm bảo an toàn, tức là mình đi từ dưới từ từ ngoài vào anh vậy nhé. Tức là cái tại sao đó thì thường là mình sẽ nói như sau, là sở hữu xe của chúng tôi đó là bạn sẽ dễ dàng gây ấn tượng và đảm bảo an toàn cho gia đình, tức là cái trong ruột mà gì. Như thế nào đó là xe của chúng tôi là tích hợp cái hệ thống định vị GPS và bộ điều khiển cảm ứng. Làm gì? Chúng tôi sản xuất những chiếc xe tuyệt vời, tiết kiệm xăng và nổi bật trên đường phố. Nhưng mà thường là sao anh chị? Mình nói cái làm gì trước, cái what trước anh chị. Chúng tôi sản xuất những chiếc xe tuyệt vời, tiết kiệm xăng và nổi bật ở trên đường phố bằng cách là xe chúng tôi có tích hợp được. Những cái đó là những cái mà hầu hết những cái công ty về xe người ta nói mà gì, và cái đó nó không thu hút con người như thế. Nó hoàn toàn nó không đúng, cũng giống như những cái công ty bảo hiểm mà gì, chúng tôi có những cái hợp đồng có thể tiết kiệm tiền cho quý vị và đồng thời cũng để dành tiền cho con em, bằng cách là chúng tôi có những cái bằng cách là chúng tôi có những cái hợp đồng nó có những cái chức năng như ABCD gì đó. Thường là mình luôn luôn nói về mình đang có và cái chức năng nó như thế nào, mà mình quên mất một cái yếu tố quan trọng đó nhỉ, tại sao mình thiết kế cái sản phẩm đó. Và đó là cái mà mình muốn nói đi đây, nhấn mạnh ở đây để cho mấy anh chị thấy là trong ba cái vòng tròn đó mấy anh chị, mình phải đi từ trong ra và phải luôn luôn bắt đầu bằng cái why mấy anh chị. Nu sinh cũng tương tự vậy thôi. Những cái điều này đó, những cái điều mà mình nói về cái mình có mấy anh chị, cũng giống như trường hợp của Nu sinh, nếu mấy anh chị chỉ ngồi xuống và nói với khách hàng là cái sản phẩm mình có là cái gì, hay là mấy anh chị đang làm gì mấy anh chị, thì tất cả những điều này nó không tạo nên cái nguồn cảm hứng, nó không có motivate người ta mấy anh chị, nó không có inspire người ta, nó không có tạo nên cái nguồn cảm hứng cho người khác. Thành ra nếu mấy anh chị chỉ nói là từ ngoài vào trong đó, từ cái what, từ cái how mấy anh chị. Mấy anh chị nói, mình đã từng nghe rất nhiều những cái buổi thuyết trình. Mấy anh chị nói về công ty, nói về sản phẩm, nói về cái xu hướng mấy anh chị, nói về cái chính sách trả thưởng. Tất cả những cái đó nó đều nằm ở cái what với lại cái how mấy anh chị. Nó là cái đi từ ngoài, nó vẫn không đánh động được cái why mà chị. Nó thành ra một cách có cái yếu tố cảm xúc ở trong đó mà chị ha, để cho mấy chị thấy cái sự khác biệt của rất nhiều công ty mà chị, cũng giống như lý do tại sao Nu Skin nổi trội hẳn so với rất nhiều công ty khác mà chị. Và trong cái văn hóa của Nu Skin nó rất rõ, mấy anh chị nghe những cái câu này thường xuyên mà chị,
Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành đội ngũ làm vì những điều tốt đẹp trên khắp thế giới. Người ta nói về cái why trước là vậy ha. Rồi bây giờ tới cái how anh vậy nè. Bằng cách giúp đỡ mọi người cải thiện cuộc sống qua cơ hội kinh doanh với mức thu nhập tiềm năng hấp dẫn, những sản phẩm công nghệ tiên tiến và một nền văn hóa phong phú. Rồi bây giờ mấy chị mới tới cái what, hãy tham gia cùng chúng tôi. Thành ra mấy chị thấy nội trong cái sứ mệnh, nội trong cái sứ mệnh của Nu Skin mấy chị, thì ta đã nói tới cái why, tới cái how mấy chị. Cái what là một cái rất nhẹ nhàng, trong khi có rất nhiều công ty sản phẩm chúng tôi tối ưu, sản phẩm chúng tôi gồm có là bla 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 gì đó, và anh chị có muốn mua không? Thật ra đây là cái sự khác biệt rất lớn anh chị. Đây là cái nó nói, đây cũng là một cái ý tưởng để cho mấy anh chị thấy là khi mấy anh chị có những cái dịp mà so sánh những công ty này với công ty kia, mấy anh chị cứ coi thử là cái why của người ta nó là cái gì. Những công ty tồn tại cho tới giờ phút này, đặc biệt là trong cái direct selling, những công ty sừng sỏ còn lại mấy anh chị không có nhiều, và những công ty này luôn luôn giống như là cái statement, cái câu mà của New Zealand mấy chị, người ta luôn luôn hiểu rõ lý do tại sao người ta làm cái này, và đây là lý do mà mình tin rằng công ty nó sẽ bền vững có thể là vài thế kỷ mấy chị, thế kỷ này qua thế kỷ kia, và nó sẽ tồn tại mấy chị, rất lâu, là tại vì nó luôn luôn bắt đầu bằng cái why mấy chị. Sứ mệnh của chúng tôi New Skin chỉ muốn làm một chuyện thôi mấy anh chị, là trở thành đội ngũ làm về những điều tốt đẹp trên khắp thế giới. Cái đó là cái why mấy anh chị. Rồi how đó thì nó mới bằng cách là giúp đỡ mọi người cải thiện cuộc sống qua cơ hội kinh doanh với mức thu nhập tiềm năng hấp dẫn, những sản phẩm công nghệ tiên tiến với một nền văn hóa phong phú mấy anh chị. Thành ra đây là một cái ví dụ rõ nét nhất để mấy anh chị thấy là lý do tại sao New Skin nổi trội hơn tất cả những cái công ty khác. Cũng giống như cách đây vài năm, khi mà mấy anh em mình có dịp ngồi lại ở trong một cái leadership retreat ở Raleigh, thì anh em mình có viết ra cái tầm nhìn và cái sứ mệnh. Cái tầm nhìn của New Việt là nơi hội tụ của những tài năng Việt, và cái sứ mệnh là hoàn thiện bản thân và cùng nhau nâng cao chất lượng cuộc sống. Thành ra trong tất cả những cái lần mà mình nói chuyện, nếu mà anh chị nghe rõ và mà anh chị hiểu được, mình luôn luôn nói tại sao mình làm cái này, mấy chị. Tại sao có cái tổ chức Nu Việt? Tại sao có cái đội nhóm Nu Việt, mấy chị? Vì mình muốn đây là nơi hội tụ của những tài năng Việt. Và bằng cách nào, mấy chị? Bằng cách là mỗi người hoàn thiện bản thân và cùng nhau nâng cao chất lượng cuộc sống. Thành ra đây có thể nói là một trong những cái điều mà mình muốn nhấn mạnh để cho mấy chị thấy là luôn luôn bắt đầu bằng cái why. Khách hàng không mua cái bạn có, họ mua cái bạn tin tưởng hay gì. Tại vì chính cái why đó nó làm cho mình tin tưởng. Chính cái why đó nó là một cái động cơ mà gì. Mình, một trong những cái giấc mơ, một trong những cái động cơ rất lớn là mình muốn kết nối cộng đồng người Việt lại với nhau, cộng đồng người Việt Nam trên khắp thế giới lại với nhau mà gì. Và đó là lý do, và mình có một cái niềm tin rất lớn về cái chuyện đó. Mình có một cái sự tin tưởng tuyệt đối mà gì, là một ngày nào đó cái New Việt sẽ làm được chuyện đó mình. Cũng giống như mình rất tin New Skin sẽ đạt được 5 tỷ vào năm 2015, và người ta sẽ đạt được 10 tỷ mình vậy vào năm 2020. Mình có một cái sự tin tưởng rất lớn, đây là một cái cơ hội rất lớn cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho cộng đồng người Việt Nam. Thành ra khi đi ra ngoài mình chỉ chia sẻ đó, người ta nói là people don't buy what you do, but they buy why you do it. Thế nên mấy anh chị đừng có nói cái what mấy anh chị. Mấy anh chị đừng có nói là tại là những cái gì mình có hay cái gì mình đang làm, mà mấy anh chị nên chia sẻ về cái tại sao mấy anh chị. Mục tiêu không phải là đi tìm những người cần sản phẩm mà bạn đang có, mà mục tiêu là tìm những người tin vào điều mà bạn tin mấy anh chị. Mình luôn luôn nói về cái niềm tin của mình, luôn luôn nói về cái mục tiêu, luôn luôn cái mình tin mấy anh chị, vì người ta tin vào cái mình tin, chứ không phải là người ta tin vào cái mình làm. Không phải người ta làm vì cái mình làm anh chị nhé, nhưng mà người ta làm vì người ta tin cái mà mình tin anh chị. Thành ra mình mong là mấy anh chị hiểu được là mấy anh chị luôn luôn bắt đầu bằng chữ why. Có một vài người nói chuyện đó, ví dụ như mình lấy một vài cái ví dụ như ở Việt Nam mình có anh Nguyễn Hữu Thu nhé, là một cái người khi nói chuyện anh chị, mấy anh chị tin và theo anh Nguyễn Hữu Thu vì một cái lý do đơn giản là
trong cái lời của anh nói mà chị, nó toát lên cái sự tự tin, nó toát lên một cái niềm tin rất mãnh liệt mà chị, vào cái công ty, vào cái sản phẩm, vào cái cơ hội này. Và mình tin cái điều mà anh Thu tin mà chị. Và rất nhiều người người ta làm là không phải là vì cái công ty, vì cái sản phẩm anh chị, nhưng mà vì cái mà mình tin. Mình tin vào công ty, mình tin vào sản phẩm. Thành ra đây có thể nói là nếu mà anh chị không quan sát kỹ đó, mà anh chị không thấy cái sự khác biệt lớn đó. Nhưng mà nếu mấy anh chị phân biệt được mà gì, mục tiêu không phải là đi tìm những người cần sản phẩm mà mình đang có mà gì, mà mục tiêu là đi tìm những người tin vào điều mà bạn tin. Ngay cả những cái sản phẩm mà gì, nếu mà anh chị tin rằng cái Vitality hay là cái R2 nó có thể nó giúp cho người khác mà gì, thì khi mà mấy anh chị nói chuyện đó, người ta tin vào cái mấy anh chị tin, chứ người ta không tin vào cái mấy anh chị nói. Người ta không tin vào cái hũ trắng thắng mà mấy anh chị cầm nó tay mà gì, nhưng mà người ta tin vào cái mấy anh chị tin. Nếu vậy đó thì khi mà mình không tin mấy anh chị thì chắc chắn người ta sẽ không nghe. Cái này đó nó không phải là về cái psychology, vấn đề tâm lý mà gì, mà về cái biology. Đây là về vấn đề sinh học anh chị. Cái bộ não của con người đó, nếu mà mấy anh chị cắt ngang cái top, cái phần đầu của cái não đó, và mình nhìn từ trên xuống anh chị, thì nó cũng tương tự, nó cũng có ba vòng tròn tương tự như vậy. Cái phía trong cùng anh chị nhé, là cái mà nó quyết định. Cái ở ngoài chút mà chị, nó nói về vấn đề cảm xúc và cái rational thinking đó, cái neocortex anh chị. Đây là cái lớp vỏ và đây là cái nơi mà nó nói về vấn đề lý trí. Mình có viết ở đây để một số anh chị thấy nè. Cái neocortex tức là cái vòng ngoài mà chị, tức là cái vòng hồi nãy giờ mình đang nói là what đó, tức là làm cái gì đó. Nó về ngôn ngữ, nó phân tích, nó về lý trí mà chị, nó dùng lý trí để nó phân tích. Thành ra đây là cái vòng ở ngoài của cái não bộ. Cái vòng phía trong anh chị, cái limbic brain ấy, nó nói về cái cảm xúc, nó nói về cái sự tin tưởng anh chị, nó nói về cái lòng trung thành, nó nói về những cái mà nó liên quan tới cái vấn đề cảm xúc anh chị ha. Và đặc biệt nữa là cái cốt lõi của nó, của cái óc của mình mà gì. Cái này nó không nói về cái ngôn ngữ, nó không nhận ra cái ngôn ngữ mà mình nói chuyện mà gì. Chính chỗ này nó ra cái quyết định. Cái decision maker nó nằm ở chỗ này mà gì. Nó nói về cái hành vi, tức là cái behavior đó. Và nó có những cái mà mình không biết dùng cái tiếng Việt như thế nào đó, mình tạm ghi ở đây là gut decision mà gì. Tức là một cái về cảm tính đó. Khi mấy anh chị cũng giống như khi mấy anh chị bước vào đi mua nhà đó, mấy anh chị bước vào một cái căn nhà, mấy anh chị cảm nhận là cái nhà này hình như nó có cái gì đó nó lạnh lạnh, nó có cái gì đó nó hơi âm u, nó có cái gì đó nó không ổn mà nhỉ, và chắc chắn mấy anh chị không thích nha. Hay là một số mấy anh hồi cái tuổi độc thân cũng vậy, khi gặp một cô bạn gái hay một cô gái vừa mới gặp đầu tiên mấy anh chị, mình có cái chữ như giống như là tiếng sét ái tình, mình có cảm nhận ngay mấy anh chị, hình như mình cùng một tần số, hình như trời sinh cô ra là sau này để làm vợ tôi thì phải. Mình có cái cảm nhận đó mà nhỉ nha. Và cái đó nó nằm ngay cái lõi ở phía trong đó, cái chữ why mà nhỉ. Thành ra đây có thể nói là lý do tại sao con người quyết định nó nằm ở chỗ nào mà nhỉ. Cái quyết định đó, nó không có ngôn ngữ, không có cái từ nào nó có thể thuyết phục mà nhỉ. Cũng giống như một số mấy anh em mình hay suy nghĩ về cái chuyện mà như vậy nè, nên dùng cái từ nào, nên dùng câu nào, nên nói cái gì để người ta quyết định mà như vậy. Nhưng mà nếu mấy anh chị biết, nếu mấy anh chị biết là cái quyết định mà như vậy, nó hoàn toàn là những cái yếu tố về cảm xúc. Khi người ta quyết định nó dựa trên yếu tố cảm xúc mà như vậy, chứ không phải về lý trí. Một số mấy anh chị mua chiếc xe, mình muốn là muốn có một cái phương tiện để đi, nhưng mà khi bước vào tiệm bán xe anh chị, mình luôn luôn mình thích chiếc xe mới, và mình tìm lý do để biện minh cho cái cảm xúc là mình muốn ngồi trên chiếc xe mới anh chị. Chiếc xe mới nó oai hơn, đi nó sướng hơn, mình có cái dịp để mà mình chứng tỏ cái đẳng cấp của mình. Cái đó nó thuộc về yếu tố cảm xúc. Cũng giống như mấy anh chị quyết định làm một việc gì đó, quyết định có một người bạn đời, nó hoàn toàn là yếu tố cảm xúc, nó không bao giờ nó là vấn đề lý trí mà. Nếu vậy đó thì mấy anh chị thấy rõ ràng là cái why nó quan trọng hơn rất nhiều mấy anh chị. Và đó là lý do tại sao hồi nãy tới giờ mình vẫn
cố trình bày để cho mấy anh chị hiểu được là nó phải từ cái why đi ra mấy anh chị. Dĩ nhiên là cái chuyện mà mình nói buổi hôm nay với mấy anh chị nó không có gì mới nữa. Mấy anh chị đã nghe và đã biết cái chuyện này, và thậm chí một số mấy anh chị mình cũng đang thực tập cái chuyện mà mình luôn luôn nói về lý do tại sao mình gia nhập New Sin, cái câu chuyện 3 phút về mình đó mấy anh chị. Cái đó là cái why. Nhưng mà phần lớn của mấy anh em mình có thể lâu nay mấy anh chị không thấy được cái tầm quan trọng của nó. Cho nên mình hy vọng là qua cái buổi nói chuyện hôm nay đó, mấy anh chị thấy là đây là cái sự khác biệt rất lớn mấy anh chị. Cũng giống như Alan Nagao hay là một số mấy anh em mình khi nói chuyện mấy anh chị, mình hiểu ngay là lý do tại sao người ta làm cái này, chứ không phải vì tiền, không phải vì vấn đề lý trí mình. Người ta không gia nhập New Skin là tại vì công ty này nó là 3 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ. Vì cái đó nó chẳng ăn nhập gì tới mình mấy anh chị. Mình gia nhập New Skin cũng chẳng phải là tại vì New Skin là một cái công ty đang có 52, 53 quốc gia. Nó không phải vậy mình. Nhưng mà luôn luôn mình có lý do cảm xúc ở một cái thời điểm nào đó trong cuộc đời của mình. Mình cần có một sự lựa chọn. Mình cần cái mà mình muốn, nó không phải là tiền. Nhưng mà cái tự do mà đồng tiền nó có thể nó mang lại. Và đó là lý do tại sao mình làm New Skin. Chứ không phải là vì New Skin lớn. Vì thực tế ra New Skin nó không có lớn so với nhiều công ty khác. Nên thành ra khi mà mình muốn nói ở đây, khi mà mấy anh chị nói ra hay là truyền đạt một cái thông điệp mà truyền cảm hứng cho người khác, nó phải bắt đầu từ cái why mà gì hết. Nếu bạn không biết tại sao bạn làm điều mà bạn đang làm đó, thì người khác sẽ không bao giờ nghe mình mà gì. Khi mà mình không biết lý do tại sao mình làm, hỏi lý do tại sao làm New Skin thì một câu đơn giản, ồ vì tiền. Nó không phải vậy mà gì. Cái câu đó là cái câu dở nhất. Thậm chí mấy anh chị không nên nói cái câu đó mà. Nhưng mà mấy anh chị phải phân tích rất rõ là từ cái yếu tố cảm xúc, tại sao mình làm điều này. Mình muốn mấy anh chị có thể viết xuống mà gì. Đây là cái mà trong vấn đề huấn luyện đó, một số mấy anh chị mình đã nghe thường xuyên, đó là viết xuống 10 điều tại sao mấy anh chị làm New Skin. Nếu mấy anh chị không có đủ 10 yếu tố, 10 lý do tại sao mấy anh chị làm New Skin, thì có thể mấy anh chị sẽ bỏ cuộc. Có thể là mấy anh chị gặp một vài cái trở ngại nào đó, gặp một chướng ngại nào đó, gặp một vài thử thách, mấy anh chị sẽ buông tay, buông xuôi ngay. Là tại vì cái lý do mấy anh chị gia nhập New Skin nó không đủ. Cũng giống như mình có thể nói với mấy anh chị, rất nhiều anh em tới mình và hỏi là anh Yên, bây giờ thời buổi này khó khăn quá, bây giờ sản phẩm của New Skin ở Việt Nam đắt quá, ở Mỹ bây giờ nó kinh tế khó khăn quá, khách hàng bây giờ người ta khó khăn quá, sản phẩm này sao giá đắt quá. Tất cả những câu đó mấy anh chị, nó đều nói lên một cái là cái lý do mấy anh chị làm New Skin nó quá yếu, và do đó cái cục sạn nó trở thành cái cục đá mấy anh chị, nó trở thành một cái tảng đá. Nhưng mà khi lý do tại sao mấy anh chị làm cái business này nó mạnh này, thì cái tảng đá bây giờ nó cũng thành cái hòn sỏi hay là cái hạt cát thôi mấy anh chị. Mình sẽ coi cái chuyện nó rất nhỏ. Trong cái ngôn từ của người Việt Nam mình hay dùng trong cái thời chiến tranh, mình nói về vấn đề lý tưởng mấy anh chị. Con người làm vì lý tưởng, con người làm vì một cái động cơ nào đó về vấn đề tinh thần, về vấn đề cảm xúc, chung có cái lý trí ở trong đó. Thành ra đó, khi mấy anh chị làm mà không biết tại sao mình phải làm, mình đang làm cái gì, thì chắc chắn không bao giờ ai nghe. Và đó là lý do tại sao một số mấy anh chị đi ra ngoài chia sẻ, người ta không nghe. Mấy anh chị ra ngoài nhìn cái dáng bộ và cái điệu bộ ngôn ngữ, cái ngôn ngữ của cơ thể mấy anh chị, người ta sẽ biết ngay là mấy anh chị chưa có sự tự tin. Điều đó có nghĩa là gì? Mấy anh chị không biết tại sao mấy anh chị làm mấy gì. Thành ra ở đây đó, mục tiêu không phải là nói điều bạn có, nhưng là chia sẻ cái điều mà mình tin. Cái câu này rất hay mấy anh chị, mấy anh chị nên để ý tới cái điều này. Mình không bao giờ nói huyên thuyên mấy anh chị bất tận về cái công ty nó có, vì cái đó nó chẳng ăn nhầm gì với cái người đối diện với mình. Nhưng mà mấy anh chị nên chia sẻ cái điều mà mình tin vào sản phẩm, lý do tại sao sản phẩm này nó giúp tôi, nó giúp cha mẹ, hay là giúp những người trong gia đình, hay nó giúp một số bạn bè cải thiện cái vấn đề sức khỏe. Tại sao sản phẩm của New Skin nó giúp cho cải thiện về vấn đề sắc diện? Tại sao cái cơ hội này mấy anh chị nó giúp cho mình thay đổi được cái phong cách sống, về cái chất lượng của cuộc sống mấy anh chị? Và mấy anh chị có một cái sự tin tưởng hầu như tuyệt đối về cái điều mà mấy anh chị đang có, và chính cái đó nó mới thuyết phục người khác mà. Và người ta sẽ tin, không phải là tin, không phải là nghe cái điều mấy anh chị nói, mấy anh chị làm, mấy anh chị có, mà người ta tin vì cái mấy anh chị tin, về cái điều mà mấy anh chị tin. Thành ra trước tiên mình phải tin.
thì người khác mới tin cái mình tin được anh chị. Và cái mà lý do tại sao mình tin anh chị là tại vì mình biết rõ lý do tại sao mình làm cái này. Thành ra mục tiêu không phải là chỉ chia sẻ cơ hội kinh doanh anh chị nhé, nhưng là chia sẻ cái điều mà bạn tin là cái cơ hội kinh doanh này nó sẽ giúp ích để thay đổi cuộc đời của mình. Thành ra đôi lúc anh chị nói quá nhiều về cái vấn đề lý trí, đó nó mới cho người khác cái hy vọng. Và cái đó là cái điều mà mình chia sẻ mỗi ngày mấy chị, tức là mình giúp cho người khác có được cái hy vọng vào cái việc mình làm này. Thành ra tại sao bạn muốn thu hút người khác mấy chị? Sở dĩ mà mình nói hồi nãy tới giờ đó là mấy chị dùng những cái lý thuyết mà về why rồi tới how rồi tới what, hay là ba cái vòng tròn mấy chị, với một cái ý định đó là nếu mấy anh chị làm cho nó đúng, mấy anh chị nói về cái sự tin tưởng, cái mà mấy anh chị tin thì mấy anh chị sẽ thu hút nhiều người khác, thuyết phục nhiều người khác mấy anh chị. Nhưng mà thu hút để làm gì mấy anh chị? Tại sao bạn muốn thu hút người khác? Tại sao New Skin đang đứng trước một cái giai đoạn? Tại sao New Việt đang đứng trước một cái giai đoạn? Tại sao New Skin Việt Nam mấy anh chị nó đang ở trong một cái thời kỳ mà nếu mình biết tập trung đúng lúc mấy anh chị, đúng chỗ đó, thì mình sẽ đạt được một cái kết quả rất lớn. Và đây là cái lý thuyết mà nhìn nè, nó kêu là cái law of diffusion of innovation, nếu mà dịch ra tiếng Việt ra thì nó là một cái định luật về cái sự khuếch tán của cái sự sáng tạo đó. Dĩ nhiên cái này mà nói ra tiếng Việt đó, mà nói về cái danh từ đó thì nó hơi khó hiểu anh chị. Nhưng mà đây là cái biểu đồ để cho mấy anh chị thấy nè, trong bất cứ một cái phong trào, trong bất cứ một cái xu hướng, trong bất cứ một cái dòng sản phẩm nào, hay trong bất cứ một cái tuổi thọ của một công ty mà gì, nó có những cái thời kỳ sau. Bây giờ mình lấy dễ hiểu mà nhỉ nha, mình lấy dễ hiểu nhất đó là cái iPhone của Apple đi, để cho mấy anh chị có một vài cái gì đó mà anh chị có thể liên tưởng được. Thì trong cái giai đoạn đầu mà anh chị, cái giai đoạn mà chỉ có 2.5% là những người innovator đó, những người sáng tạo đó. Rồi sau đó mà anh chị, sau cái innovator đó là những người early adopter đó, tức là những người mà tương đối người ta chấp nhận cái sản phẩm này sớm đó, thì có khoảng chừng, nếu mà tính theo dân số mà anh chị, người ta có khoảng chừng 13.5% là những người rất sớm sủa. Khi Apple ra đời mà anh chị, tại sao có những người xếp hàng cả 10 tiếng đồng hồ, thậm chí có nhiều khi 30-40 tiếng đồng hồ mà anh chị? Tại sao có những người khùng điên đứng xếp hàng đội mưa đội nắng đội gió, ngủ ngoài đường anh chị, ngủ trên sàn nhà, chỉ để mong là mình mua được một cái sản phẩm mà từ trước giờ chưa bao giờ thấy, và người ta biết ngay là chỉ một tuần tới nữa thôi người ta có thể bước vào tiệm mua một cách dễ dàng anh chị. Nhưng mà tại sao có những người, nó luôn luôn có những người mà vậy ha, và cái số này nó chỉ có 13.5%, nhưng mà sau đó 4% là những cái early majority, tức là cái số đông. Nhưng mà cái số đông này nó chia ra làm hai nó vậy. Một nửa đó, 34% đó là những người tương đối sớm sủa. Đó là lý do tại sao iPhone ra đời thì chỉ trong vòng một thời gian ngắn này, hầu như mọi người đều, một số người muốn mua. Nhưng mà đương nhiên là cũng có một số người, không phải mọi người, nhưng mà có một số đông, người ta mua từ từ mấy chị. À thế để coi thử 1 tháng, 2 tháng, để coi thử cái iPhone. Thường là mấy cái iPhone nó hay ra, mới ra đó nó hay bị trục trặc lắm. Và bây giờ mình đừng có mua, mình chờ chút xíu nữa, khoảng chừng vài ba tháng, khi mà bắt đầu nó có những cái sai sót rồi nó chỉnh sửa, rồi lúc đó mình mua cũng muộn. Cái đó là những người late majority mấy chị, đây là 34% dân số. Và sau cùng mấy chị nhá, những người laggers, tức là những người mà hầu như rất chậm mấy chị, hầu như tới giờ này vẫn dùng những cái điện thoại mà nó to như là cục đá, nó to như là cái cục để đập nước đá. Vì những người này hoàn toàn không theo thời thế, những người này không quan tâm tới thế sự. Bây giờ mình dùng ở trong cái, đem cái ví dụ này để trong cái New Skin Business này. Mình lấy ví dụ khi New Skin mở cửa thị trường Việt Nam này. Cái giai đoạn innovator 2.5% là những người tham gia trước khi New Skin gia nhập này. Đây là những cái người mà có thể nói vì cái niềm tin là sẽ muốn trở thành một trong những người đầu tiên
khai phá cái thị trường Việt Nam và muốn chết lấy cái thời cơ hay gì. Đây là một cái giai đoạn nó không dễ, rất nhiều người nghe không muốn nghe, nghe với cả một cái sự nghi hoặc, hoặc là nghe nhưng mà thôi để đó mà chị, ô thôi để vài bữa nữa công ty nó vào được tính. Rồi khi mà công ty vào mà chị ha, tức là ở cái giai đoạn này đó, thì có một số người người ta gia nhập ngay mà chị, phần đông còn lại không gia nhập. Và cái mà mình muốn nó nằm ở chỗ này mà chị, nó bắt đầu bằng cái mà nó gọi là cái tipping point mà chị, cái thời điểm mà nó có thể nó kích hoạt đó, để tạo ra một cái nguồn sống mà chị. Đó là sau khi cái early adapter, tức là 2.5 với lại 13.5 đó, tức là tổng cộng lại đó là 16%. Khi mà 16% dân số dùng sản phẩm của Nu Skin thì lúc đó nó sẽ kích hoạt một cái làn sóng rất lớn là gì? Vì có một cái hiệu ứng của đám đông. Mình nói là cái văn hóa bầy đàn đó. Khi mà mình thấy mọi người đều dùng thì mình sẽ dùng anh chị. Bây giờ đó, muốn an toàn thì đừng có dùng, mình đứng ngoài mình nhìn đó, để lỡ cái sản phẩm này nó có cái gì đó à, hay là bây giờ mình khoan gia nhập Nu Skin thế này, bây giờ gia nhập là tai tiếng về đa cấp nhiều quá, có thể là mình cũng chưa thành công này. Mình chờ cho tới hồi nào nó ABCD gì đó mà gì, và luôn luôn có một số người người ta theo những cái suy nghĩ như vậy. Thành ra cái vấn đề ở đây mà gì nè, cái mà mình muốn nói là những người này mà gì, những người mà mình gọi là innovator đó, những người mà chỉ gia nhập trong cái thời gian đầu anh chị, những người này không dùng lý trí. Và Nu Skin ở Việt Nam anh chị cũng giống như Nu Skin ở châu Mỹ, kể từ nếu mà mình tính cái cục mốc là từ kể từ ngày ra đời về cái A-Slot vào năm cuối năm 2008 anh chị, thì cái kỹ nghệ A-Slot nó vẫn còn nằm ở trong cái giai đoạn mình chưa đạt được 16% anh chị. Thực tế ra bây giờ đó, cái tỷ lệ mà mình penetrate, tức là cái xâm nhập vào cái thị phần đó, cái thị trường ở Mỹ còn quá thấp mà gì, còn quá thấp, và ngay cả ở Việt Nam cũng tương tự như vậy mà gì. Thế nên cái điều mà mình muốn nói ở đây đó là những người rất sớm sủa, những người như là Minh Nguyệt, những người như là chị Bích Nga, những người như là Hữu Thu, hay là những người như là Hà Lam, hay là ở Mỹ thì mình có một số mấy anh em gia nhập cái thời gian đầu mà gì, ví dụ như Vinh, những anh em ở Maryland, rồi Virginia, những anh chị như là Tài Lê, như là Kiệt Nguyễn mà gì. Những người này là những người gia nhập Nu Skin không phải vì vấn đề lý trí, người ta không phân tích. Những người này là những người trong giai đoạn đầu người ta quyết định mà gì. Nó căn cứ trên cái niềm tin. Nó căn cứ trên những cái không phải ngôn ngữ có thể thuyết phục được lắm anh chị. Nhưng mà đây là những con người liều lĩnh, đây là những con người làm cách mạng anh chị, đây là những con người không dùng lý trí, nhưng mà dùng cái gut feeling, một cái cảm nhận sâu sắc về vấn đề cảm xúc anh chị, và người ta gia nhập. Thành ra mình đang ở trong giai đoạn này anh chị. Và đó là lý do tại sao nếu mấy anh chị nói nhiều về cái why thì mấy anh chị sẽ thu hút những con người này. Những con người này không nghe, người ta chỉ có một cái sự cảm nhận anh chị. Người ta muốn là những người đầu tiên, người ta muốn những cái người tiên phong anh chị, người ta muốn có những cái cảm giác mạnh của một người đi tiên phong. Thậm chí có một số người muốn thử thách anh chị, cũng giống như cá nhân mình ấy, mỗi lần mà ai chê là mình càng thích anh chị. Những cái người nào mà nói không với mình lại càng khoái. Cũng giống như gia nhập Nu Skin, nhiều người bỏ Nu Skin mình lại càng khoái anh chị. Là tại vì mình biết chắc là mình là người ở lại. Đó là những cái cảm xúc. Và những cái cảm xúc đó nó chỉ kích hoạt khi mà anh chị nói về cái why, tại sao mà anh chị. Và đó là lý do tại sao những người thành công trong network marketing, những người thành công với Nu Skin hiện nay mà anh chị, một số mấy anh chị thành công với lại Nu Việt hiện nay là những người luôn nói về cái why mà anh chị. Và những người này luôn luôn hấp dẫn, thu hút một số người cũng trong một cái tâm trạng tương tự. Người ta không ngồi tính theo lý trí mà anh chị. Có rất nhiều người tính toán rồi suy xét rồi suy nghĩ, và những người này vẫn còn ngồi ở ngoài, còn gãi đầu thắc mắc không hiểu tại sao mấy người này làm cái gì, mà tại sao cứ trên Facebook là đi ăn đi uống với đi chơi, tại sao ai cũng vui vẻ, tại sao ai cũng tích cực, và người ta vẫn không hiểu lý do tại sao mà chị. Và người ta luôn luôn tìm lý giải để người ta phân tích, vì những người này nó không phải là những người innovator hay là early adopters, không phải là những người tiên phong mà chị. Đó là lý do tại sao như vậy. Cũng giống như mình lấy cái ví dụ của Luther King. Vào một cái ngày
Mình cũng nhớ rõ cái năm ấy nhỉ, cái thập niên năm 60 rồi, cái thập niên năm 70. Ông Luther King cái thời đó ông không có text, ông không có message, ông không có Facebook mà nhỉ. Ông ta không phải là người đầu tiên kêu gọi về vấn đề xóa bỏ cái nạn kỳ thị chủng tộc. Ông ta cũng phải là người giỏi nhất. Ông ta cũng không phải là một người, ông ta là luật sư vừa đồng thời là mục sư, ông ta cũng không phải là người viết sách hay là nổi tiếng mà gì. Nhưng mà có một điều rất nổi trội về mục sư Martin Luther King là ông ta tin tưởng vào một cái điều là một ngày nào đó nạn chủng tộc sẽ được xóa bỏ mà gì. Ông ta có một cái câu nổi tiếng là I have a dream, I have a dream. Và một ngày đẹp trời, 250.000 người tụ lại ở Washington DC để nghe mục sư Martin Luther King nói chuyện. Mặc dù trước đó hoàn toàn cũng không thông báo, cũng không có text message, cũng không có internet để thông báo mọi người. 250.000 người tới tham dự buổi nói chuyện của ông Martin Luther King. Không phải là tại vì người ta muốn gặp ông này mấy chị, cũng phải người ta theo cái ông này. Nhưng mà 250.000 người tụ lại ở Washington vào một ngày đó để nghe mục sư Martin Luther King là tại vì chính người ta có mặt, là tại vì cho người ta mà gì, chứ không phải để gặp hay là để cho ông mục sư King này. Thành ra cái điều đó nó nói lên điều gì mà gì? Người ta tin cái ông này tin, và người ta có mặt là cho người ta chứ không phải là vì ông này mà gì. Thành ra cũng tương tự khi mà mấy anh chị nói chuyện với người khác, mấy anh chị truyền đạt cái thông điệp, nói lên cái sự tin tưởng của mình, và người đối diện mấy anh chị, người ta thấy chính chính người ta trong cái câu chuyện đó. Thành ra leader là người biết cách khơi nguồn cảm hứng. Và khơi nguồn cảm hứng bằng cách nào mấy anh chị? Nói về cái why, chia sẻ về cái tại sao mấy anh chị làm cái business, tại sao cái niềm tin của mấy anh chị vào tương lai nó là cái gì, cái niềm tin về công ty, niềm tin về sản phẩm mấy anh chị, niềm tin về chính cá nhân mấy anh chị. Mấy anh chị truyền đạt những cái đó vì chính những cái đó nó khơi cái nguồn cảm hứng cho người khác, nó motivate người khác, nó inspire mấy anh chị, nó khơi cái nguồn cảm hứng cho rất nhiều người khác. Leader là người biết cách khơi nguồn cảm hứng bằng cách mấy anh chị phải nói về cái why. Bạn phải bắt đầu từ cái why để có thể khơi nguồn cảm hứng và thu hút người khác. Thành ra có thể nói đây là cái slide quan trọng. Mình muốn anh chị đọc lại cái câu này chứ. Bạn phải bắt đầu từ why để có thể khơi nguồn cảm hứng và thu hút người khác. Cái why mà anh chị có thể nói tại sao mà anh chị đến với Nuskin. Mà anh chị chia sẻ trước đó mà anh chị làm gì, lý do tại sao mà anh chị không thích chuyện mà anh chị đang làm, đã làm, và tại sao mà anh chị đến với Nuskin. Sau đó cái how mà anh chị nhé, là mình kết nối những cái tài năng Việt khắp nơi trên thế giới. Cái how ở đây là cái việc của mình làm ấy, làm như thế nào đó. Mình chỉ cần kết nối con người lại với nhau thôi, kết nối con người lại với nhau mấy anh chị, những tài năng Việt khắp nơi trên thế giới đó. Và làm cái gì mấy anh chị, ví dụ như ở Việt Nam mình có chương trình sao đó, trở thành sao sao chép sao nhân rộng sao, BDM, trở thành sao sao chép sao nhân rộng sao. Mình đi từ cái what, mình trở lại mấy anh chị nhé, đi từ cái why, nó qua cái how mấy anh chị, và nó kết thúc ở cái what, mình phải làm gì, tại sao mình làm cái này mấy anh chị. Mình muốn thay đổi cuộc đời, mình muốn Nuskin nó không phải là một cái cơ hội chỉ để làm tiền mấy anh chị, vì ở ngoài kia có rất nhiều cơ hội để có thể làm ra tiền. Nhưng mà lý do tại sao tôi chọn Nuskin là tại vì Nuskin nó không những là cơ hội làm ra tiền, mà bên cạnh đó nó cho mình một cái cuộc sống ổn định, nó cho mình một cái cuộc sống có chất lượng mấy anh chị. Trong đó mình có tiền, mình có thời gian, mình có sức khỏe, mình có bạn bè. Và cái đó là cái mà lý do tại sao mình đến với Nuskin mấy anh chị. Muốn đạt được những điều như vậy đó, mình chỉ cần làm một chuyện thôi, đó là kết nối những tài năng Việt khắp mọi nơi lại với nhau mấy chị, chia sẻ kết nối con người lại với nhau qua những phương tiện như Facebook, webinar, conference call, qua những phương tiện là mấy anh chị có thể gặp, nói chuyện, hỏi han mấy anh chị, chia sẻ rồi sau đó kết nối. Và muốn làm được như vậy đó, hoặc là mấy anh chị phải làm gì cái đó, khi mấy anh chị gia nhập cố gắng trở thành Ruby giữ 4 tháng, ví dụ như trường hợp ở Việt Nam mấy anh chị trở thành Star đó, tức là Ruby giữ 4 tháng trở thành sao, sau đó giúp nhiều người khác trở thành sao, và sau đó mình nhân rộng anh chị. Và cái đó nó giúp cho mấy anh chị đạt được cái why. Rồi hôm nay là một trong những cái ngày cuối năm mình đang nói về cái goal anh chị.
Mình đề nghị với mấy anh chị, tất cả mấy anh chị có mặt ở trong cái webinar hay là mấy anh chị nghe lại cái webinar này cũng tương tự. Mấy anh chị phải biết lý do tại sao mình làm cái business này. Vì cái này mình có thể nói với mấy anh chị là rất nhiều anh em không làm chuyện này. Mình biết chắc mấy anh chị. Mấy anh chị đừng, một số mấy anh chị nói là tôi cái goal này thì quá dễ, đương nhiên là tôi có lý do khi mà tôi làm. Mình có thể nói với mấy anh chị đó, phần đông mình không muốn mấy anh chị mắc cỡ nha. Phần đông anh em mình không làm điều này. Thật ra mình có thể nói với mấy anh chị là ngay cả cái chuyện này mà mình làm không được nữa thì đừng học làm chuyện gì khác hơn. Cái goal, cái mục tiêu, cái dream của mình là cái gì mấy anh chị nên làm đó. Đặc biệt là trong cái ngày cuối năm mình chuẩn bị bước qua một cái năm mới. Mình tin rằng một số mấy anh chị gia nhập New Skin hay mấy anh chị đang làm cái chuyện mà mấy anh chị đang làm, chắc chắn mấy anh chị có cái lý do mấy anh chị. Nhưng mà có thể cái lý do đó nó chưa đủ mạnh, hoặc là mấy anh chị không tự tìm lấy mấy anh chị. Cũng giống như mình đề nghị với mấy anh chị là mình có mua ở đây cái gì cuối năm, mình, mấy anh chị nên ra ngoài mua một cái kia là cái, nếu ở Mỹ mấy anh chị nó có cái sketchbook đó. Mấy anh chị mua cái cuốn này, cuốn sổ mấy anh chị, nó gồm có nhiều trang đó. Mình đang làm lại cái dream book của mình. Ở trong này mình mua những cái báo nó về travel mấy anh chị, những cái nơi nào mà mình muốn đi. Mình muốn những cái nhà đang đi tìm rất nhiều những cái hình mấy anh chị, những cái nhà kiểu mẫu, những cái nhà mà nổi tiếng ở trên thế giới, những cái dream home, những cái nhà trong cái giấc mơ mấy anh chị. Mình sẽ xé những cái tờ này. Xong rồi đó mấy anh chị. Mấy anh chị có thể cắt, ví dụ như nói về xe, mình cũng mua một số cũng khác. Mình dành một cái ngày mấy anh chị thấy về bếp nha. Về vấn đề success, CQ là báo của đàn ông anh chị. Đây là những cái giấc mơ, ví dụ như là ha, mình cũng muốn là cơ thể của mình 50-60 tuổi, thậm chí là mình cũng theo với anh chị. Trong cái phone của mình nó có một vài cái hình mình nhà hay là những cái gì giấc mơ của mình bỏ hết trên điện thoại anh chị. Xong rồi đó, để mình sẽ cắt hết những cái hình này và mình bỏ vào trong cái cuốn đó mấy anh chị. Và mình làm một cái dream book. Nó không phải là một cái bo không rồi được mấy anh chị cất ra ha. Nhưng mà cái cuốn này mấy anh chị sẽ theo thì lần tới đó. Một số mấy anh em mình thì có thể là mình sẽ chia sẻ cái cuốn này của mình để cho mấy anh chị thấy. Đây là cái nó nhắc nhở mình thường xuyên về cái việc mình làm mấy anh chị. Nó có một cái definite purpose statement. Nó luyện cái tiềm thức của mình. Mấy anh chị biết là cuộc đời của mình nó căn cứ trên những cái việc mình làm mỗi ngày mấy anh chị. Buổi sáng thức dậy mấy anh chị thức dậy vào mấy giờ, mấy anh chị đánh răng trước, rửa mặt trước, hay là tập thể dục trước, hay đi ăn uống trước. Rồi sau đó mấy anh chị làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì trong suốt một ngày mấy anh chị. Tất cả những cái đó nó tới từ cái thói quen. Và tất cả những cái thói quen đó nó tới từ cái tiềm thức của mình mấy anh chị. Và có thể nói 95% tất cả những chuyện mình làm mỗi ngày nó tới từ cái tiềm thức. Mấy anh chị tưởng tượng nổi 95% anh chị, chỉ có 5% thôi nó nằm ở cái vấn đề mình ý thức và mình nhận thức. Thành ra đó, một số mấy anh em mình vẫn tập trung vào cái vấn đề nhận thức anh chị. Mấy anh chị mình tốn rất nhiều thời gian tập trung vào cái 5% đó là mình đi huấn luyện, rồi mình đọc sách, rồi mình học anh chị. Nhưng mà thực tế ra mấy anh chị không luyện về cái tiềm thức của mình. Cái 95% anh chị, đó là lý do tại sao mình phải có cái statement, cái câu mà mình đọc mấy chị ha. Hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2014, tôi tên là gì đó đang hưởng một cái lợi tức bao nhiêu từ cái business, hay là mấy anh chị làm gì mấy chị. Những cái câu đó là mấy anh chị đọc mỗi ngày ít nhất là 2 lần để nó luyện cái tiềm thức của mình mấy chị. Nó nói về cái why, tại sao mấy anh chị làm cái này. Bên cạnh đó nó rất nhiều thứ mấy anh chị cũng nên dành một ít thời gian mình đối thoại với chính mình mấy chị. Mình hầu như là mình viết thường xuyên mỗi ngày, viết thường xuyên ở trong này mấy chị, viết tất cả những cái suy nghĩ, tất cả những cái chuyện mình làm, rút tỉa kinh nghiệm của mùa tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7. Mình rút kinh nghiệm từng tháng 1 mấy chị, và mình rút ra được cái bài học gì để mình ứng dụng cho cái tháng tới để trở thành tốt hơn. Mình cần những cái thời gian mấy chị, cần cái thời gian để mà mình đối thoại với chính mình, vì cái người mà mình cần đối thoại không phải là với prospect, với ứng viên mình, với chính cá nhân.